Chào mừng các anh chị trong câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chào mừng các anh chị đang xem livestream này. Chào mừng chúng ta quay trở lại với chuỗi livestream bộ công thức bí kíp thu hút tiền bạc, cải thiện sức khỏe và mối quan hệ. Đây là bộ công thức được tạo ra bởi doanh nhân Nguyễn Xuân Huỳnh Ngọc Thanh Tú và Thư, người đồng hành cùng các anh chị trong chuỗi livestream này. Thư xin được tự giới thiệu. Thư, họ tên đầy đủ là Phạm Nữ Minh Thư, là thành viên của câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chúng ta cùng đợi một vài phút để các anh chị em kịp vào tham dự với chúng ta cả nhà nha. Các anh chị hãy tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình, hay là bất cứ ai mà họ đang mong muốn tìm ra cái con đường thành công giàu có, hay chỉ đơn giản là thay đổi một cái điều gì đó trong cuộc sống của mình, thì hãy tag họ ngay vào trong phần comment của livestream này các anh chị nha. Thư cũng xin một vài phút để Thư và tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình vào trong comment của livestream này các anh chị. Rồi các anh chị đã tag những người bạn thân yêu của mình vào trong phần comment của livestream chưa? các anh chị hãy hoàn thành ngay nha. Chúng ta đang gieo những cái hạt giống tốt lành đó các anh chị. Thì sao ạ? Thì gieo một nhân tốt thì gặp một bầu trời quả ngọt nha các anh chị nha. Gieo nhiều nhân tốt thì gặp bầu trời quả ngọt, nên là cái việc việc này rất là tuyệt vời nha các anh chị. Chúng ta hãy gieo những cái hạt giống tốt này để chúng ta gặp được những cái hạt mầm tươi tốt, những cái quả tốt, những cái hoa trái tươi tốt, được không ạ? Và các anh chị đã nhớ bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính của mình ngày hôm nay chưa? Nếu chưa thì sao ạ? Hãy lấy ngay ra cái ví của mình và chọn lấy một tờ tiền bỏ vào quỹ tự do tài chính của mình các anh chị nha. Và sẽ rất là tuyệt vời nếu mà các anh chị chọn cái tờ tiền có mệnh giá lớn nhất ở trong ví của mình để bỏ vào quỹ tự do tài chính của chúng ta. Chúng ta liên tục tập trung vào thành công, liên tục tập trung vào số dư để số dư mở rộng, liên tục tập trung vào tự do tài chính thì tự do tài chính của chúng ta mở rộng các anh chị nha. Rồi, rất là tuyệt vời. Thì trước khi vào buổi chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một thói quen của người thành công nữa. Đó chính là gì ạ? Đó chính là thói quen ra quyết định các anh chị. Ra quyết định đâu mà chúng ta sẽ cùng nhau dành ra 30 giây để ra quyết định về cái kết quả mà các anh chị mong muốn khi mà tham dự cái buổi livestream này. Bất cứ kết quả gì mà anh chị đang khao khát, đang mong muốn có được thì hãy ra quyết định mình đạt được cái kết quả đó trong cái buổi livestream này, hay là ngay sau buổi livestream này các anh chị nha. Rồi, chúng ta bắt đầu nha.
Rồi chúng ta quay trở lại, các anh chị đã ra quyết định xong chưa? Rồi, à, trước khi vào buổi chia sẻ thì Thư cũng xin nhắc lại một chút xíu các anh chị ha. À, Thư cũng xin nhắc lại, đây là bộ công thức thật, được chia sẻ thật, được ứng dụng thật. Không phải chỉ bởi riêng doanh nhân Miss Huỳnh Ngọc Thanh Tú mà còn bởi rất nhiều các anh chị là các doanh nhân thành công tại câu lạc bộ giáo câu lạc bộ trí tuệ ưu tú của chúng ta các anh chị nha. Rồi ngày hôm nay ngày chủ nhật của các anh chị như thế nào rồi? Các anh chị có thành công gì không mà có thể comment lên phía khung chat để Thư cùng ăn mừng với thành công của các anh chị nha. À, chúng ta sẽ công nhận chính mình, tập trung vào thành công để thành công mở rộng các anh chị. Rồi các anh chị hãy comment thành công của mình nha, là Thư sẽ cùng nhau ăn mừng với các anh chị. Rồi các anh chị nào comment thành công mà các anh chị nhớ nha, nhớ comment thành công nha. À, nếu mà chưa chưa quen thì comment thành công ở nơi đông người như thế này thì anh chị cũng phải thực hiện cái thói quen này, đó là tổng kết 3 đến 5 thành công mỗi ngày vào trong cái quyển sổ thành công của mình. Và cái bước này đều chúng ta có thể thực hành cùng nhau ở đâu ạ? À, trong cái quy trình đặt hàng vũ trụ mỗi 22 giờ từ thứ hai đến thứ bảy của nhóm học tập chúng ta các anh chị nha, của câu lạc bộ chúng ta. Còn chủ nhật thì sao ạ? Các anh chị tự thực hành đúng không ạ? Thứ hai đến thứ bảy là câu lạc bộ sẽ đồng hành cùng các anh chị. Thì trong cái quy trình đặt hàng vũ trụ chúng ta có những cái bước này luôn các anh chị ha, có những cái bước này để giúp cho chúng ta thực hành cái thói quen của người thành công. À, chúng ta sao ạ? À, luyện tập thực hành thói quen của người thành công để thay đổi cái tần số năng lượng của chúng ta, thay đổi cái sự tập trung của chúng ta luôn luôn hướng về cái sự thành công giàu có, cái sự tích cực, cái trường năng lượng cao các anh chị nha. Rồi hôm qua chúng ta để dừng à, cái việc đầu tiên đúng không ạ? Cái việc đầu tiên hôm qua là chúng ta biết, đã nhận ra được một cái sự thật là à, chúng ta phải đầu tiên là phải biết mình muốn gì. À, để ứng dụng luật hấp dẫn thì mình phải biết mình muốn gì đúng không ạ? Và tiếp theo đó là cái gì mình bỏ vào trong đầu mình rất là quan trọng. Đúng không ạ? À, tức là mình làm gì để mình bỏ được những cái điều tuyệt vời ở trong đầu mình đây? Chúng ta còn phải học các anh chị ha. Và vì sao hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ là vì sao mà chúng ta chơi với lại những cái người giàu nè. Mình tham gia các buổi Zoom tại câu lạc bộ, mình đi học những cái kiến thức của câu lạc bộ. Các anh chị thì mình được học và mở mang cái tầm nhìn của mình, chúng ta sẽ dám nghĩ lớn hơn. Và một thời gian mà mình tiếp xúc với những người thành công ở trong câu lạc bộ của mình đó, thông qua những cái buổi Zoom hay là cái buổi đọc sách, à, các anh chị xem livestream thì các anh chị sẽ trở thành một người thành công tiếp theo các anh chị nha. Và các anh chị biết là Miss Thanh Tú chúng ta lúc mà mới bắt đầu á cũng đã làm y chang cái kế hoạch như vậy luôn các anh chị. Và Miss Thanh Tú biết là sao ạ? À, các anh chị ở trong câu lạc bộ rất là giàu, mức thu nhập của Miss Thanh Tú thời điểm mới bắt đầu thì chỉ có vài triệu thôi đúng không ạ? À, mà các anh chị ở trong câu lạc bộ thì đã vài trăm triệu, vài tỷ trở lên rồi. Nên là Miss Thanh Tú đã ra quyết định là họ có mặt, là Miss Thanh Tú là đã ra quyết định là khi các anh chị thành công đó có mặt trong buổi Zoom nào là Miss Thanh Tú có mặt ở đó các anh chị. À, và phải gọi là bám sát các anh chị ha, bám sát người thành công, bám sát những cái buổi Zoom của câu lạc bộ, bám sát những cái buổi Zoom 90 ngày nè, rồi những cái buổi Zoom đặc biệt của nhóm học tập của câu lạc bộ đúng không ạ? Bám sát theo các anh chị ha, theo các anh chị ấy. Và trong những cái thời điểm đầu của các anh chị, Miss Thanh Tú có cái suy nghĩ như thế này: à, bây giờ mình đã tìm ra những cái người thành công rồi, giàu có rồi, mình phải bám theo, mình học hỏi chứ các anh chị, theo đến cùng luôn các anh chị. Và anh chị biết sao mà cái thời gian đó Miss Thanh Tú cũng có một cái suy nghĩ như vậy các anh chị, đó là rồi bây giờ bám sát rồi, bây giờ theo học rồi, bây giờ noi gương rồi, ngưỡng mộ họ rồi, thì không biết khi nào mình đạt được cái cuộc sống như họ ta.
À, Miss Thanh Tú cũng có cái câu hỏi đó các anh chị. Không biết khi nào mới có cái cuộc sống như họ trời. À, lúc đầu Miss Thanh Tú cũng lo các anh chị, rất là lo. Nói chung là nhìn thấy những cái anh chị thành công rồi, bám theo họ rồi, làm mọi cách rồi, lăn từ chỗ này đến chỗ kia. Nói chung là các anh chị ấy ở đâu là Miss Thanh Tú ở đó. Rồi học, họ có mặt ở trong gym nào là Miss Thanh Tú có mặt ở đó. Học, họ học cái gì là Miss Thanh Tú học cái đó. À, và cũng không có nghi ngờ các anh chị, Miss Thanh Tú rất là khát khao anh chị ha, à, khát khao lắm luôn. Thì lúc đầu Miss Thanh Tú nghe là chơi với năm người giàu thì mình sẽ trở thành người giàu thứ sáu, và bây giờ thì Miss Thanh Tú đã tìm ra người giàu rồi nè và đã bám sát theo họ nè, nhưng mà vẫn Miss Thanh Tú vẫn không biết là khi nào mình mới có được cái cuộc sống như những cái anh chị đó. À, không biết các anh chị ha, nhưng mà thực sự là sao các anh chị, một khoảng thời gian khi mà Miss Thanh Tú đặt ra mục tiêu, à, Miss Thanh Tú học tập thì và phát triển rất là nghiêm túc, thì bây giờ cuộc sống của Miss Thanh Tú đã sao ạ, y chang như những cái anh chị mà Miss Thanh Tú ngưỡng mộ ngày đó, những cái anh chị mà Miss Thanh Tú chơi cùng. À, họ đi xem World Cup thì Miss Thanh Tú cũng đi xem World Cup. Họ gì ạ? À? Họ mua ô tô, Miss Thanh Tú cũng mua ô tô. Các anh chị, họ mua túi LV, sở hữu túi LV. Thì xài Hermes. Thì Miss Thanh Tú cũng có túi LV, cũng xài Hermes luôn các anh chị. À, họ đeo Rolex. Thì Miss Thanh Tú cũng đeo Rolex. Rồi họ có cái mức thu nhập 300 triệu đến 1 tỷ một tháng. Rồi sao ạ? À, rồi cũng, và Miss Thanh Tú cũng làm được cái điều đó và cũng đã sở hữu cái khối tài sản trên triệu đô của mình các anh chị ha. Rồi họ có nhà, Miss Thanh Tú cũng có, cũng đạt được luôn các anh chị. Có tuyệt vời không ạ? À, thì đó là cái cuộc sống của những cái người giàu và người thành công. Họ là cái người giàu, họ họ có những cái bộ môn thể thao đắt tiền như là tennis, là golf.